Cùng ăn xăng quýt bắp phô mai và nghe câu chuyện tâm linh của ngày hôm nay mang tên chiếc vòng bạc. Câu chuyện được gửi bởi bạn Tố Nhi. Nhi hồi nhỏ sinh non cho nên rất là hay bệnh và yếu ớt. Nghe bà nội kể hồi lúc còn bé Nhi cứ quấy khóc mỗi đêm. Mà ông bà xưa thường nói những đứa trẻ có thể thấy những điều mà người lớn không thể thấy. Nó khóc vì nó sợ. Vì Nhi cứ như vậy cho nên bà nội đã làm một cái vòng bạc để đeo cho Nhi. Chiếc vòng đó theo Nhi từ nhỏ cho đến lớn. Nhưng mà càng lớn thì đối với Nhi chiếc vòng càng chật và Nhi cũng tỏ vẻ không tin là trên đời này có ma quỷ. Cho đến cái năm đó khi mà Nhi học lớp 7. Hôm đó Nhi mặc một cái áo lạnh bằng len mà mình mới để dành tiền để mua nào ngờ đâu cái dòng nó dướng vô cái len thế là nó làm cho cái ống của nhi hư luôn nhi tức mình quá cố tháo cái dòng bằng bạc ra cho bằng được xong rồi vứt nó luôn chiều ngày hôm đó tan trường rồi mà mãi đợi không thấy nhi về nhà gia đình gọi cho cô chủ nhiệm thì cô nói chiều thấy nhi về với mấy đứa bạn rồi khi đó là 7 giờ tối rồi và cả nhà bắt đầu đi tìm nhi nhi chưa bao giờ đi chơi mà không xin phép ba mẹ cả tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy đâu cho nên ba mẹ của nhi đã gọi điện cho ba mẹ của hồng là bạn hay chơi chung với nhi hồng mới nói hồi chiều nhi với hồng đi về rồi đến ngã ba đường đáng lẽ đi thẳng là đến nhà nhi nhưng mà ngay đó có một cái con hẻm nhỏ thì bỗng nhiên nhi quẹo vô đó hồng mới nói sao quẹo vô đó vậy bà thì thấy mặt của nhi thất thần đơ ra nhi đi đến ngay cái góc cuối hẻm vắng người thì tự nhiên đứng lại đó hồng mới nói bà có về không bỗng về tôi về nha cứ tưởng là nhi trêu mình cho nên hồng đã bỏ về trước giờ nghe ba mẹ nhi nói như vậy thật là đáng sợ phần hai nghe tiếp vào ngày mai nha